Dạ vâng, lại một mẫu xe được em lên sóng trong buổi chiều ngày hôm nay, được đánh giá là rất là đẹp luôn các bác nhá. Máy zin, keo chỉ zin và tất cả từ phần nội thất. Các bác xem lại ghế da màu kem nhìn khá là sạch sẽ các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết ở bên trong nội thất trước cho các bác, rồi sau đó em sẽ quay ở bên ngoài cho các bác xem nhé. Đây các bác xem, ghế da màu kem này rất đẹp này, keo chỉ là zin cả xe luôn ạ. Tất cả đây các bác xem, từ phần cánh cửa đây, từ phần ốc nhà máy vẫn còn nguyên bản này, các bác nhìn đi ạ. Nó chưa một lần tháo ra đâu nhá, vẫn còn nguyên bản luôn ạ. Keo chỉ là zin cả xe. Táp ly cửa đây, các bác nhìn đi ạ. Nội thất rộng rãi sạch sẽ các bác nhá. Đây hàng ghế đầu tiên các bác nhá. Đây, hàng ghế đầu đây ạ. Bộ xe này các bác bây giờ lấy về là sẵn dùng thôi các bác nhá, không phải làm bất cứ cái gì cả. Xe sạch đẹp sẵn rồi. Xe là nói không với taxi dịch vụ các bác nhá, không taxi không dịch vụ. Đó, nói không với taxi dịch vụ. Nói chung là để mà kiếm được cái mẫu xe nào là mẫu Gentra nhá, đây là Gentra. Gentra người ta sử dụng dịch vụ taxi rất là nhiều. Để kiếm được cái mẫu xe Gentra nào mà máy còn zin các bác nhá. Máy còn zin cũng thực sự rất là khó các bác ạ. Đấy. Đây các bác xem từ phần vô lăng này. Cái vô lăng này nhiều con xe họ đi nhiều, họ ấn những cái vút này vào mòn hết rồi các bác nhá. Đây con xe này các bác xem từ phần ngoài đây. Các bác nhìn nó còn đẹp như này cơ mà, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đây, tất cả nhiều khi con xe, nhiều con xe là những cái chỗ này khâu bọc hết rồi các bác nhá. Đây các bác xem. Hiếm gặp những cái mẫu Gentra nào mà nó đẹp như này các bác nhá. Tất cả phần táp lô đây ạ. Không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Máy zin, keo chỉ zin. Đó, Gentra nó thật sự các bác nhá. Em làm Gentra cũng rất là nhiều nhưng mà kiếm được cái mẫu máy zin nào cũng rất là khó, bên em tuyển chọn rất là nhiều các bác nhá. Có những cái mẫu xe và máy mà không zin là bên em ít khi lấy lắm. Tại vì sao? Máy móc cũng rất là quan trọng và cái nữa là phần đâm đụng nữa các bác nhá. Phần đâm đụng cũng rất là quan trọng luôn ạ. Như cái mẫu xe này đây. Là mẫu xe là máy zin luôn, keo chỉ zin này các bác nhìn này. Keo chỉ đấy ạ. Đó, quay là quay chuẩn chỉ luôn cho các bác nhá, là keo chỉ zin này. Zin cả xe luôn. Đó. Keo chỉ zin nên em không cần phải quay keo chỉ các bác nhá, nó chuẩn luôn cho các bác. Tất cả phần táp ly ở đây. Còn sạch đẹp. Tất cả những phần nhựa nó còn rất là mới này. Vân gỗ này, lỉ này các bác nhìn đi. Và tất cả đây những cái phần này là chưa sơn lại. Bây giờ coi nhá, chưa sơn lại này. Nếu mà sơn lại cái nhìn cái biết ngay thôi nhá. Sơn lại những cái phần này. Phần đây những cái vân này nó sẽ bị lấp hết và nó sẽ mờ và nó không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đây ạ. Các bác nhìn lại sơn lại không, các bác nhìn biết nhá. Sơn lại những cái vân này nó sẽ lấp, nó không còn những vân này nữa. Đó. Tất cả đây những chi tiết này đây nó đẹp luôn ạ. Mà cái giá em đưa ra cũng vô cùng hợp lý thôi các bác nhá. Chỉ có 139 triệu thôi. Các bác đã có ngay mẫu xe này rồi ạ. Hiện tại bên em còn rất là nhiều xe các bác nhá. Đó, em sẽ quay bên này trước. À bên này. Sau đó em sẽ quay ở bên ngoài nội thất cho các bác xem nhá. Đó, quay chi tiết từng chi tiết một. Táp đi cửa đây ạ. Keo chỉ zin hết các bạn. Keo chỉ zin cả xe luôn. Bần đinh bấm này các bác nhìn này. Keo chỉ zin cả xe luôn. Rất là đẹp luôn đấy coi nhá. Táp ly, táp nước là đồng đều như nhau hết. Chưa một táp ly nào sơn lại luôn. Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào coi nhá. Đó. Đúng chất lượng xe salon luôn ạ. Đây là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm các nhá. Bên em bán xe ra đều có cam kết hết cho các bác là xe phải đảm bảo chất lượng cho các bác. Nhiều mẫu xe là những cái chỗ này người ta sơn lại hết rồi các nhá. Đây là nguyên bản hết này các nhìn này. Đó, nó mới từng chi tiết, nó mới đều luôn ạ, nó mới đều luôn các nhá. Ở đây những cái bẩn thôi các nhá, có thể lau chùi được. Nó mới đều luôn này, các nhìn này.
139 triệu các bác nhé. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 686 các bác nhé. Gentra đời 2009 các bác nhé. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, số sàn động cơ 1.5 các bác nhé. Động cơ 1.5. Mẫu xe này tất cả đây phần là mạn chrome này là chủ xe họ độ thêm nhé các bác nhé. Mạn chrome ốp và đèn đây ạ. Là chủ xe họ độ thêm. Tất cả thực vật là mặt ga đăng còn rất là mới luôn. Nói chung là mẫu xe này thực sự rất là chất lượng các bác nhá. Dòng này thì rất là lành xe, form dáng đẹp. Riêng cái dòng Gentra này form dáng của cái dòng này rất bị khó lỗi thời các bác nhá. Tại vì sao? Form bây giờ đây vẫn nhìn rất là hiện đại luôn, chưa bị lỗi thời một tí nào. Và tất cả phần đèn sương mù kia là chủ xe cũng độ thêm mạng chrome các bác nhá. Rồi các bác xem. Đó. Phần đèn sương mù bên dưới các bác nhá. Đủ hết, tất cả là mắt đèn trước, mắt đèn sau là ốp mạng chrome hết rồi các bác nhá. $139 triệu các bác có ngay mẫu xe không taxi không dịch vụ rồi. Em đóng cánh cửa vào cho các bác xem form xe nhá, form rất đẹp luôn ạ. Đây các bác xem, form rất là mượt, form còn căng nguyên bản luôn ạ, lốp láp còn tương đối mới. Gentra 2009 các bác nhé. Số sàn động cơ 1.5. Nói chung là động cơ 1.5 là tiết kiệm nhiên liệu, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây em đóng cửa vào cho các bác xem form xe bên này này. Đây các bác xem này. Form nó còn căng thôi nhá, còn căng. Đấy. Tất cả cái phần kẻ chỉ chạy dọc kia các bác nhá, các bác nhìn kìa. Đó nó còn nguyên bản các bác nhá. Nhiều mẫu xe ấy, thì là mất hết form rồi, tại sao họ bả matit nhiều thì những cái đường gân này các bác nhá. Thì những cái đường gân này các bác nhìn kìa. Đây ạ, cái kỳ chạy này thì nó sẽ mất luôn form luôn, nhìn nó rất là xấu. Đây các bác nhìn con này nó còn nguyên form. Đó, nó còn nguyên form luôn. Form nó còn rất là căng, rất là đẹp các nhá. Lốp láp còn tương đối dày này các bác này. Với lốp láp và đồng đều như nhau hết. Đây để em mở cái cốp để đồ đằng sau cho các bác xem nhé. Đây các bác xem tất cả những phần nhựa đây nó mới này cơ mà. Đây những vết bẩn thôi nhé, lau chùi là sạch thôi. Đó, rất là mới luôn. Nỉ nhất đằng sau nguyên bản coi nhé. Đây khoang để đồ cực kỳ sạch sẽ và rộng rãi luôn các bác nhé. Quá ok luôn ạ. Đây em mở bên dưới cho bác xem này. Bên dưới này lốp dự phòng này, kích để đồ đầy đủ hết. Và đây ạ, các bác nhìn đấy, để mà kiếm được cái mẫu Gentra nào mà đây tất cả còn sơn zin như này thật sự bác rất là khó này, không tí mục mọt nào luôn ạ. Kia là dây điện cam lùi thôi nhá. Độ thêm phần cam lùi, màn hình đầy đủ hết. Các bác nhìn đấy, có con nào nó đẹp như này không ạ? Đây là sơn zin các nhá, chưa sơn lại một tí nào luôn ạ. Đấy. Nhiều đa số mẫu xe này đằng sau cốp là sơn lại hết rồi. Các nhá. Đó. Nguyên bản luôn ạ. Em đảm bảo các bác nhá. Nói nhiều bác là hay bình luận là bảo xe nào cũng đẹp, nhưng thực sự là cái mẫu xe nó quá đẹp luôn đấy. Em quay như thế các bác cảm nhận cái mẫu xe nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Đó. Nó thực sự là chất lượng đó. Đúng chất lượng xe salon luôn các nhá. Đây là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Sau đây em mở mời các bác em xem phần khoang máy động cơ. Gentra mà máy zin nó thật sự các bác rất là khó kiếm luôn. Đó. Đây màn hình đây âm thanh cực hay luôn. Đây em cho nhạc đi nhá. Em vào cam lùi cho bác này. Màn hình cam lùi đầy đủ hết các nhá. Đây để màn hình lên các nhá. Nhạc rất là hay luôn. Rồi, em tắt nhạc đi cho bác xem phần khoang máy động cơ trước cái đã nhá. Điều hòa mát lạnh luôn các nhá. Điều hòa rất là mát luôn, đang bật điều hòa này mát sâu luôn các nhá. Cực mát luôn.
Vâng, mời bác em xem phần comment động cơ. Máy nổ êm lắm các bác ạ. Đây máy đang nổ đây các bác nhá. Máy đang nổ đây ạ. Đây các bác nghe. Máy thì hơi bẩn thôi các nhá. Đấy, phần bẩn này lau chùi qua là sạch thôi. Đây là máy này mà thực sự các bác là vệ sinh sạch sẽ đi, nhìn các bác là sự đẹp mỹ mãn luôn. Tất cả những phần da máy, phần sáng như thế kia cơ mà các bác nhìn kìa. Nó đây nó bẩn đào luôn này. Đây những cái bụi bẩn thôi. Quá chất lượng cho mẫu xe, lỗ êm không ạ? Máy là máy zin thôi nhá, zin từng con ốc luôn ạ. Từng con ốc, zin hết. Các bác nghe đi ạ, êm ạ. Tất cả những phần răng đầu này nguyên bản hết các bác nhé. Rất là chất lượng. Zin hết các bác nhé. Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc xe Gentra 209 139 triệu. Vậy các bác nào quan tâm có thể liên hệ cho số điện thoại 0926 836 656 thôi nhá. Địa chỉ em ở Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác video sau.